thì xin các anh chị quan tâm một số điều như thế này. Thứ nhất đó, là ơn cứu độ phổ quát. Tại sao mà Thánh Luca lại nhấn mạnh đến ơn cứu độ phổ quát? Nhìn lên trên bảng. Đúng rồi. Ông Thánh Matthew ông ấy viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Còn đằng này Thánh Luca viết cho các Kitô hữu gốc ngoại giáo. Cho nên Ngài sẽ nhấn mạnh đặc biệt hơn ơn cứu độ phổ quát. Cái ơn cứu độ đấy Chúa không dành cho một mình dân Do Thái, mà là Chúa dành cho tất cả mọi người. Bây giờ ta tưởng tượng nhé, ở trong Tin Mừng theo Thánh Luca đó, khi Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn về người Samari nhân hậu, thế thì trong dụ ngôn đấy, cái nhân vật để làm mẫu mực cho chúng ta đó là người nước nào vậy? Dân ngoại. Cái ông tư tế là nước nào đấy? Do Thái. Cái ông thầy trợ tế là nước nào đấy? Cũng lại Do Thái. Đâu có làm mẫu cho mình đâu. Nhưng mà cái người để được tôn vinh làm mẫu mực cho mình theo lại là cái anh Samari. Mà đối với người Do Thái đó thì là thằng này là thằng dân ngoại. Ơn cứu độ phổ quát. Khi ta đọc sang sách Công Vụ, sở dĩ tôi nói sách Công Vụ là bởi vì Thánh Luca viết mấy cuốn, Thánh Matthew viết mấy cuốn nhỉ? Thánh Sử Matthew có một cuốn thôi, Thánh Marco mấy cuốn, Thánh Gioan mấy cuốn? Thánh Gioan đó thì Tin Mừng thứ tư này, rồi người ta tin là sách Khải Huyền nữa này, ngoài ra còn các thư nữa, các thư nữa. Còn Thánh Luca viết mấy cuốn? Thánh Luca viết sách Tin Mừng thứ ba và đồng thời sách Công Vụ các Tông Đồ. Thế thì khi ta đọc sách Công Vụ các Tông Đồ đó, các anh chị sẽ thấy một cuộc tranh luận rất là quyết liệt. Vậy những người ngoại giáo đó, khi họ tin vào Chúa Giêsu Kitô thì họ chịu phép rửa. Vậy họ có cần phải chịu phép cắt bì hay không? Vấn đề đó chúng ta biết rồi. Bao giờ học đến sách Công Vụ mình sẽ phân tích kỹ hơn. Ở đây tôi chỉ có ý nhấn mạnh để ta thấy cái chủ đề ơn cứu độ phổ quát được Thánh Luca nhấn mạnh trong các tác phẩm của Ngài. Một chủ đề thứ hai mà khi đọc Tin Mừng theo Thánh Luca chớ bao giờ quên. Cái chủ đề này mà học về Luca mà mai mốt người ta hỏi mà không nói được thì hỏng. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu được mẹ Maria hạ sinh ở Bethlehem, mỗi năm các anh chị có lễ Giáng sinh, bài Tin Mừng trong lễ đêm Giáng sinh bao giờ cũng là Tin Mừng theo Thánh Luca hết á. Thế thì Thánh Matthew kể là Thánh Matthew kể là khi Chúa Giêsu sinh ra như vậy thì có mấy đạo sĩ ở phương Đông, có ba đạo sĩ phương Đông đến tìm hài nhi sinh ra ở đâu để tiến dâng lễ vật. Nhưng mà theo Thánh Luca đó thì ai là những người mà được Thiên Chúa tỏ cho biết là đấng cứu thế mới hạ sinh? Mục đồng. Mục đồng thì nghèo hay là giàu? Nghèo rớt ra chứ lấy đâu mà giàu, thấy không?
Ngài quan tâm đặc biệt đến người nghèo á. Rồi Ngài quan tâm đến các tội nhân. Chẳng hạn như Thánh Luca chính là vị thánh mà kể chuyện Chúa Giêsu đến nhà ai nhỉ? Nhà cái ông nào mà trưởng ty thu thuế hả? Đấy. Xong rồi Chúa Giêsu đang ăn cơm ở nhà một ông rabbi nào đấy, mà lại có một cô nổi tiếng là tội lỗi trong thành mà cứ lăn xả và mà ôm lấy chân Chúa mà khóc ấy. Ai kể chuyện đó? Luca kể đấy. Ngài trình bày Chúa Giêsu là đấng yêu thương người nghèo, yêu thương kẻ có tội, yêu thương những người bị gạt ra bên lề xã hội. Và đặc biệt, chắc là tuần sau thôi, chúng ta phải để ý đến chương 15 của Luca. Chương 15 là chương gì nhỉ? Không phải chỉ có người cha nhân hậu. Chương 10 cũng không phải chỉ người con hoang đàng. Mà chương 15 đó là có nhiều dụ ngôn, chứ không phải chỉ có người cha nhân hậu. Và tất cả những dụ ngôn đó đều nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa. Cho nên sách Tin Mừng của Ngài là tin mừng về lòng thương xót. Ở trong lớp chúng ta cũng có một số đông các chị, cho nên là nói thêm điều này nữa. Là vào thời của Chúa Giêsu á, cũng như thời của Thánh Luca, người phụ nữ còn bị coi thường lắm. Chả có lạ gì, 2000 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ cứ nội nhìn lại Việt Nam mình 100 năm về trước xem sao. Mà cũng chả cần phải 100 năm, 70 năm. Tôi nhớ hồi còn bé mà ngay có một ông nào đó cũng không xa nhà tôi lắm, mà vợ con có được ăn cơm chung với ông bao giờ đâu, không, cứ toàn hầu ông một mình một mâm. Thì sau đó vợ con ăn xong mà tôi cũng không hiểu là ăn thế thì sung sướng cái gì. Nên là cái não trạng coi thường người phụ nữ ngay ở Việt Nam mình cách đây không lâu vẫn còn rất mạnh. Huống gì 20 thế kỷ về trước. Cho nên thời của Thánh Luca và thời của Chúa Giêsu, người phụ nữ cũng bị coi thường. Thế nhưng trong Tin Mừng của Thánh Luca thì các phụ nữ lại được trình bày một cách trân trọng. Ví dụ, ta lấy ở chương 10, ta sẽ thấy hai chị em Martha và Maria. Cái câu chuyện về Martha và Maria này đố ai tìm được ở trong Thánh Matthew đấy. Nhưng mà Thánh Luca kể lại chuyện này, và xem ra là Chúa Giêsu rất là gần gũi với gia đình này ở Bethania, và là một nơi trú ngụ, một nơi cứ giống như là Chúa ghé để nghỉ ngơi lấy sức trong hành trình truyền giáo. Thánh Luca trình bày cách trân trọng lắm. Rồi Chúa Giêsu vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của các phụ nữ, và nhất là khi mà Ngài đi vào trong cuộc thương khó và tử nạn, thì các ông gọi là đàn ông phái mạnh như là chạy hết, chỉ có phái yếu ở lại. Lúc đấy thì mới biết là ai yếu và ai mạnh. Ngày hôm nay mình đọc mình không có cảm nghiệm, nhưng mà ta phải đặt cái Tin Mừng Luca vào trong bối cảnh của một xã hội mà còn coi rẻ người phụ nữ như lúc bấy giờ, thì mình mới cảm thấy là Ngài quan tâm như thế nào. Cho nên nói đến Tin Mừng Luca, xin các anh chị đừng quên, đó là tin mừng về lòng thương xót.
Một điểm nữa được nhấn mạnh ở trong Luca, người ta gọi đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy? Là bởi vì Thánh Luca nhấn mạnh rất nhiều đến tác động của Chúa Thánh Thần. Mai mốt chúng ta đọc sách Công Vụ các Tông Đồ, mình sẽ thấy sách Công Vụ mở đầu bằng cái cảnh của ngày lễ ngũ tuần, ngày hôm nay chúng ta quen gọi là lễ hiện xuống. Thánh Thần được ban xuống. Nhưng mà không chỉ trong sách Công Vụ mà thôi, mà ngay trong tin mừng, Thánh Luca nhấn mạnh đặc biệt vai trò của Chúa Thánh Thần. Các anh chị nhớ lại xem là trong câu chuyện Thánh Luca kể là thiên sứ hiện đến truyền tin cho mẹ Maria đó, thì thiên sứ nói làm sao? Bà đến sủng thì là chuyện rồi, có một câu rõ nữa cơ. Thánh Thần sẽ đến trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rập bóng trên bà. Cho nên mẹ Maria mang thai là trong tác động của Chúa Thánh Thần. Ngay từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì vai trò của Chúa Thánh Thần đã được Thánh Luca nhấn mạnh rồi. Thế rồi khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai của người đó, Thánh Luca mô tả việc mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở trong hoang địa, thì ngài viết thế này: Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về, suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Thấy không? Hai lần nói đến Thánh Thần. Được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa, và chính ở trong hoang địa đấy mà người chịu quỷ cám dỗ. Cho nên một đằng thì quỷ nó cám dỗ, nhưng một đằng khác thì là Thánh Thần vẫn hiện diện. Các anh chị có tin là trong lúc mà chúng ta cám dỗ thì Chúa Thánh Thần vẫn có mặt không? Có chứ. Chỉ tại mình khép lòng mình lại thôi, chứ còn ngài vẫn hiện diện đấy chứ. Mình đóng cửa kỹ cho quỷ nó ở thôi, chứ mình không đón Thánh Thần vào, chứ còn ngài vẫn hiện diện đấy. Ê, cho nên từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra, khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Luca luôn luôn nhấn mạnh đến Thánh Thần. Rồi sau này mà chúng ta học đến sách Công Vụ là mình còn thấy nó đã nữa. Ví dụ như các thánh tông đồ đứng lên tuyên bố: chúng tôi cùng với Thánh Thần quyết định rằng. Nghe có đã không? Làm như Chúa Thánh Thần thấy tỏ tường. Đấy, các ngài nói vậy đó. Chúng tôi cùng với Thánh Thần. Ngày hôm nay khi mà phải công bố những tín điều về đức tin và về phong hóa, các anh chị có tin là Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng sẽ nói như vậy không? Ngài nói đâu có phải quan điểm cá nhân của ngài, mà là cùng với Thánh Thần, phải không? Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cho nên người ta gọi tin mừng theo Thánh Luca đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần là có lý lắm. Và gắn liền với Chúa Thánh Thần đó là cầu nguyện. Học Thánh Kinh thì đôi khi tôi cũng hơi nhẹ tay, không dám bắt các anh chị mở sách nhiều quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó mở thì mới thấy là nó có những chi tiết mà bình thường mình không có để ý đâu. Tôi lấy ví dụ khi mà nói về tin mừng Luca nhấn mạnh đến cầu nguyện.
Anh chị thử mở chương 9 đó, nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Ở trong này dùng từ hiển dung. Câu 28: khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh, chói lòa. Thế thôi. Bây giờ ngay ở câu 28 đó, anh chị có thấy là Thánh Luca đã mô tả Đức Giêsu lên núi cầu nguyện chưa? Đã nói đến cầu nguyện rồi, thấy không? Và người biến hình cái lúc nào vậy? Đang lúc người cầu nguyện. Bây giờ ta mở lại tin mừng theo Thánh Matthew ở chương 17 đó, xem có cái chi tiết cầu nguyện hay không nào. Chương 17 của Matthew á. Chương 17 ngay câu đầu tiên: 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Thế thôi. Thánh Matthew mô tả là Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi, rồi người biến đổi hình dạng thôi. Còn Luca thì không chỉ nói đơn giản như vậy. Luca nói là Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và đang lúc cầu nguyện thì người biến hình. Học Thánh Kinh phải chịu khó đối chiếu như vậy đó. Đấy là một ví dụ. Thì ta sẽ thấy được sự khác biệt trong các bản văn của các thánh sử, với những chi tiết mà mỗi vị muốn đề cao. Thánh Luca nhấn mạnh việc cầu nguyện lắm. Rồi nếu mà ta đọc tiếp ở chương 11 á, chương 11 ngay câu đầu tiên: có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Đấy. Bây giờ cũng vậy, các anh chị chịu khó mở Matthew mà chương 6 câu 9 đến câu 13 về kinh lạy cha coi, xem có giống y như là Luca không. Matthew mà chương 6 câu 7: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Thế nha. Ở trong Matthew, Chúa Giêsu dạy thẳng thôi. Dạy thẳng là phải cầu nguyện như thế nào. Còn ở trong Luca thì sao? Bản thân Chúa Giêsu cầu nguyện, và khi các môn đệ thấy Ngài cầu nguyện thì tâm hồn họ được đánh động, và có một người chạy đến thưa với Chúa rằng: thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Đấy, nó khác ạ. Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện mà thấy mê, cho nên là mới đến xin thầy dạy chúng con cầu nguyện như thầy. Những chi tiết rất là nhỏ nhưng mà cho thấy đâu là điểm nhấn của Luca. Tin mừng của Chúa Thánh Thần và cũng là tin mừng của đời sống cầu nguyện. Đọc tin mừng Luca, xin đừng quên những chi tiết mà tôi vừa mới gợi ý. Ở trong bài mà gửi cho các anh chị, tôi còn nói đến mấy điểm nữa cơ, mà đây là tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm mà tôi nghĩ là quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát,
Tin mừng về lòng thương xót, tin mừng về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Để mỗi khi ta tiếp cận với tin mừng theo Thánh Luca, ta nhớ đến những điều chính yếu. Thế bây giờ thử tiếp xúc với lại một bản văn của Luca. Xin mở chương thứ nhất. Tôi không có ý phân tách chi tiết chương thứ nhất này hoặc là một đoạn văn. Tôi chỉ muốn trình bày một cái lược đồ mà có lẽ chúng ta ít khi quan tâm lắm. Bây giờ xin các anh chị lấy sách thánh ra, tin mừng Luca chương thứ nhất, và nói cho tôi nghe thử xem nào. Chương thứ nhất mà từ câu 5 cho đến câu 25 đó thì tựa đề là cái gì? Truyền tin cho ông Caraca. Kế tiếp là câu chuyện gì? Truyền cho Đức Maria. Truyền tin cho mẹ Maria. Rồi, kế tiếp là cái gì? Đức Maria viếng bà Elizabeth. Mẹ Maria thăm bà Isabel. Tiếp đó là gì? Bài ca ngợi khen. À, gắn liền với cái cuộc viếng thăm đó. Đó là bài ca ngợi khen thôi, gắn liền với cuộc viếng thăm đó. Rồi tiếp đó thì làm sao? Do An Tẩy Giả ra đời. Ra đời. Sau ra đời thì là cái gì? Chỉ phép cắt bì. Cắt bì. Tiếp đó là chuyện sao? Là chúc tụng Bernadette. Bài ca chúc tụng thì là gắn với sự kiện cắt bì rồi. Do An Tẩy Giả sống ẩn dật thì đó là mô tả về thời thơ ấu thôi. Tiếp đó, Chúa Giêsu ra đời. Chúa Giêsu ra đời. Và sau khi Chúa Giêsu ra đời thì sự kiện gì nữa? Có cắt bì không? À, bây giờ nhìn lên trên bảng coi, có thấy bố cục ở trong chương nhất và chương hai này Luca cố tình trình bày theo cái kiểu song hành không? Truyền tin cho Zacaria thì sau đó là truyền tin cho Đức Mẹ. Do An Tẩy Giả sinh ra rồi chịu phép cắt bì thì sau đó là Chúa Giêsu sinh ra rồi chịu phép cắt bì. Và giữa hai biến cố này, truyền tin cho Zacaria, truyền tin cho Đức Mẹ, rồi Do An Tẩy Giả hạ sinh rồi Chúa Giêsu được hạ sinh, thì có một biến cố nối kết, đó là sự kiện mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Ta thấy cái cách trình bày của Luca chưa? Đối chiếu. Truyền tin cho Zacaria trước rồi mới đến truyền tin cho Đức Mẹ. Và như thế là ông Thánh Gioan Tẩy Giả rõ ràng là tiền hô, tức là người hô trước. Rõ là tiền hô. Ông ấy tiền hô từ khi ông ấy mới đẻ cơ. Chứ không phải lúc mà sau này ông mới đi dọn đường cho Chúa thì mới là tiền hô. Mà ngay ở đây đã là tiền hô rồi. Khi ta viết ra như thế này này, ta mới thấy cái cách trình bày rõ ràng của Thánh Luca. Rồi nếu mà có giờ đó thì phân tích thêm hai câu chuyện về truyền tin này, ta sẽ thấy hơi hơi giống nhau. Giờ tôi lấy ví dụ nhé. Đây ta coi như là truyền tin cho ông Zacaria này. Đây cho Đức Mẹ này. Rồi các anh chị kể cho tôi nghe xem là trong câu chuyện truyền tin cho ông Zacaria thì trước hết làm sao?
Sứ thần hiện ra. Sứ thần hiện ra làm sao? Sứ thần loan báo rồi. Kế đó hả? Theo bản văn ấy. Kế đó Zakaria bối rối, rồi ông làm sao? Sợ hãi. Rồi như thế nào? Sứ thần loan báo này, Zakaria sợ hãi này, sứ thần làm sao? Trấn an, phải không? Rồi ông Zakaria làm sao nữa? Ông ấy nêu nghi vấn, đúng không? Việc đó xảy ra thế nào được? Bởi vì tôi đã già mà bà tôi thì cũng cao niên rồi. Đó, nêu nghi vấn. Thì lúc bây giờ sứ thần trả lời bằng cách nào? Sứ thần trả lời bằng cách nào chứ? Cho một dấu chỉ. Cái dấu chỉ đó là sẽ câm, thấy không? Sứ thần loan báo cho Zakaria này. Zakaria sợ hãi, sứ thần trấn an. Zakaria mới nêu một nghi vấn, sứ thần cung cấp một dấu chỉ. Mình phải đọc cái câu này là một dấu chỉ chứ không phải là một hình phạt. Bao nhiêu năm trời chúng ta cứ đọc và bảo đây là hình phạt. Và này đây, ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi. Bao nhiêu năm mình cứ bảo đây là hình phạt. Không phải, đây là một dấu chỉ Chúa ban để Zakaria biết chắc rằng cái lời này là lời của sự thật. Chứ còn nếu mà là hình phạt thì chắc ông câm cho đến chết. Bây giờ chúng ta dựa vào cái lược đồ này mà xem cái câu chuyện truyền tin cho Đức Mẹ ta nghe một năm không biết bao nhiêu lần trong các dịp lễ kính Đức Mẹ. Thử xem có giống như vậy không? Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse. Thấy không? Sứ thần. Ở đây nói rõ Gabriel. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào có ý nghĩa gì. Maria bối rối. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Sứ thần trấn an đấy. Thế thì lúc ấy Đức Mẹ phản ứng làm sao? Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thế Đức Mẹ có nêu nghi vấn không? Thế thì cũng y vậy thôi. Đức Mẹ cũng đặt nghi vấn. Và để đáp trả nghi vấn của Đức Mẹ thì sứ thần nói sao? Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Tức là sứ thần cung cấp một dấu chỉ. Một dấu chỉ. Kìa bà Elizabeth đấy, đã già rồi mang tiếng hiếm hoi mà nay mang thai được 6 tháng. Thế cho nên có người người ta mới vui vẻ, người ta cắt nghĩa rằng như vậy là lúc mà thiên sứ rời nhà một cái là Đức Mẹ bắt đầu đi thăm bà Elizabeth ngay, để cho nó ăn chắc xem là bà có bầu không. Bà ấy mà có thai thì như vậy là Đức Mẹ mới tin. Nói thế thì coi thường đức tin của Đức Mẹ quá. Đức Mẹ đã thưa xin vâng từ đầu rồi. Ngay từ khi đầu học Thánh Kinh, tôi đã nói với các anh chị là chúng ta tuyên xưng Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nhưng mà đồng thời lời của Thiên Chúa để có thể đến được với con người thì cũng phải là lời của loài người đấy chứ. Bởi vì nếu Thiên Chúa không dùng ngôn ngữ của chúng ta thì làm sao chúng ta hiểu được? Mà khi đã là lời của con người thì nó mang tất cả những sắc thái, văn chương, nghệ thuật, cách diễn đạt của con người. Và đó là lý do mà mình muốn học lời Chúa thì mình cũng phải học lời của con người. Đây là một cách để giúp cho mình hiểu lời của con người. Thánh Luca kể lại câu chuyện Chúa Giêsu cho chúng ta nghe, và Ngài sử dụng cái bối cảnh văn chương như thế này. Đây, Ngài kể cuộc truyền tin cho Zacharia, rồi sau đó là truyền tin cho Đức Mẹ. Ngài kể về cuộc hạ sinh của Gioan Tẩy Giả, rồi sau đó là cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu. Thế rồi trong cái trình thuật truyền tin của Zacharia và mẹ Maria, ta so sánh, ta đều thấy có những điểm giống nhau, nó có những cái tuần tự như nhau. Và bởi vì các anh chị đã học Thánh Kinh Cựu Ước rồi, cho nên tôi còn có thể nói thêm một điều này nữa. Nhìn lại cái lược đồ trình thuật truyền tin này, rồi nhớ lại những câu chuyện trong Cựu Ước mà sứ thần truyền tin cho những bà mẹ, ví dụ như là của Samuel, thấy không, của Samson, ta sẽ thấy nó có cái gì nó gần giống nhau. Tất cả làm nổi bật lên cái sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, trong đời sống của con người. Mình không có trực tiếp đi vào từng câu lời Chúa một, nhưng mà tôi giới thiệu cái khung cảnh như thế này, để khi mà mai mốt các anh chị đọc á, thì mình sẽ hiểu dễ hơn, nó rộng hơn và sâu hơn nữa. Hôm nay không có nhiều thì giờ thêm, lớp chúng ta cũng chưa có được đủ nữa, cho nên ta sẽ tiếp tục để tìm hiểu về Thánh Luca trong 1-2 tuần tới. Tuần này theo lịch là các anh chị đọc từ chương 7 đến chương 13, phải không? Tuần sau đó, mời các anh chị đọc từ chương 13 đến chương 19 nhé. Tôi sẽ tập trung vào 6 chương đó để chia sẻ với các anh chị trong cái giờ hướng dẫn. Ta đọc thêm đoạn cuối nhé. Câu 15 đó. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra
như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật lại, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Ở đây tôi chỉ xin lưu ý đến thái độ của Đức Mẹ. Các anh chị có cảm thấy là Thánh Giuse bị lép vế không? Có. Đấy, các chị cứ than là bảo là đàn ông chiếm lĩnh, nhưng mà ở đây thì rõ ra là Thánh Giuse là lép quá. Không thấy được nhắc đến bao nhiêu. Toàn nhắc chuyện Đức Mẹ. Và đây là điều đặc sắc của Luca này. Ta không gặp được ở trong Matthew, trong Marco, trong Gioan. Đó là Thánh Luca ghi nhận rằng bà Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng. Có một triết gia Công giáo là ông Giang Ghi Tông tặng cho Đức Mẹ một tên gọi tôi thích lắm. Người trinh nữ suy tư. Ít thấy ai gọi Đức Mẹ bằng tên gọi này. Người trinh nữ suy tư. Đức Mẹ không ồn ào. Nhưng mà Đức Mẹ ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Ở chỗ này này ta khám phá ra đức tin của mẹ Maria. Ngày hôm nay chúng ta toàn là ca tụng Đức Mẹ đủ các thứ tước hiệu và chắc chắn rồi, Đức Mẹ xứng đáng rồi. Nhưng tôi thì tôi chỉ xin các anh chị là mình cố gắng thử đặt mình vào trong vị trí của cô Maria lúc bấy giờ còn. Đây này có nhiều chị phụ nữ ở trong lớp này. Dễ cảm thông hơn chúng tôi là đàn ông. Bây giờ mình thử đặt mình một thiếu nữ 16, 17 tuổi mà bảo là sứ thần hiện đến bảo là có thai. Lại là con đứng tối cao nữa. Có tin không? Có dễ tin không? Đến khi sinh con ra đó thì lại sinh con lúc đang trên đường đi. Phải tạm trú ở trong một chuồng bò nào đấy rồi sinh con. Mà lại bảo rằng đứa con đấy là Đấng Cứu Độ, Đấng Kitô, là Đức Chúa. Có tin nổi không? Rồi đến khi nuôi con ở Nazareth đó, thấy đứa trẻ con mình nó có khác gì con nhà người ta thì cũng chạy lón ton vậy. Rồi thì Đức Mẹ cũng phải dạy dỗ từng ly từng tí một. Dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở, từng ly từng tí một. Có khi cũng phết đít nhiều lần rồi. Có tin được rằng đứa trẻ đó là Thiên Chúa làm người không? Rồi đến khi con mình lớn lên mà đi rao giảng, có lúc thành công nhưng mà thất bại không ít. Người ta lại còn gọi con mình là mát, là điên. Có tin nổi con mình là Thiên Chúa làm người. Và cuối cùng đứng ở dưới chân thập giá, nhìn thấy con mình bị người ta treo lên cây gỗ, người ta đóng đinh tàn nhẫn như vậy. Và bao nhiêu người rủa xả chửi bới. Bà mẹ già đứng ở dưới chân thập giá, có tin nổi đây là Thiên Chúa làm người. Khó lắm. Tôi không biết là các chị tin mạnh thế nào, chứ tôi thấy khó lắm. Và vì thế tôi nghĩ là, tôi không chỉ nghĩ là đức tin của Đức Mẹ mãnh liệt đâu,
Mà tôi nghĩ đức tin của Đức Mẹ là một hành trình khám phá từng ngày. Đức Mẹ ghi nhớ tất cả những biến cố, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình từ khi được truyền tin. Và hàng ngày Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng để dần dần khám phá rõ hơn mầu nhiệm Thiên Chúa. Và đấy là bài học lớn nhất cho chúng ta. Có nghĩa là mình cũng phải đi vào trong hành trình đức tin như vậy và khám phá từ từ. Chứ không phải là một lúc mà Chúa cho mình thấy rõ hết tất cả mọi sự. Có thể có một lúc nào đấy Chúa cho một ánh sáng bừng lên trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà rồi không phải lúc nào cũng sáng sủa vậy. Sau cái giây phút ánh sáng bừng lên đó thì tăm tối nó trở lại. Và điều quan trọng nhất là bước đi trong tăm tối mà vẫn trung thành với ánh sáng một lần đã gặp trong đời. Đó là điều khó khăn. Phêrô, Giacôbê và Gioan gặp ánh sáng bừng lên trên khuôn mặt của thầy mình, áo người trắng như tuyết trên đỉnh núi. Thế mà xuống núi cái là bỏ ngon lành. Đến lúc thầy bước vào cuộc khổ nạn, nó quay đi quẩn lại chả còn ai cả. May mắn thì còn được Thánh Gioan an ủi tí. Cho nên người trinh nữ suy tư, Đức Mẹ dạy ta cái bài học đấy. Một hành trình đức tin mà mỗi một ngày mình phải suy đi nghĩ lại trong lòng để khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa trong đời sống của mình. Tôi dự định là hôm nay tôi phân tích hai bản văn chứ không phải một. Hai bản văn nổi tiếng của Luca, đây là một. Còn một bản văn nữa ở chương thứ tư. Mà bây giờ hết giờ rồi. Cũng là một điều để chúng ta thấy là nếu ta tập trung vào một bản văn mà đọc kỹ một chút, ta sẽ thấy nó phong phú lắm. Trong thực tế, càng những bản văn mình quen thì lại càng dễ bị sao nhãng. Bởi vì mình vừa mới nghe một cái là ui giời, biết rồi. Biết rồi. Thuộc lòng rồi. Thế thì còn gì để mà suy với niệm nữa. Thưa cha, khi mà Đức Mẹ sanh Chúa Giêsu thì có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Như vậy con có nghe là cái câu vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, nó có khác gì với cái câu ở trong Thánh Luca không, thưa cha? Và có người hỏi con là như vậy là Chúa chỉ ban bình an cho những người Chúa thương, hay là những người khác ngoài ra thì có được bình an đó không? Hoặc là câu dành cho người thiện tâm thì con thấy có lẽ là nó hay đúng hơn, theo ý con như vậy sao? Ngày xưa đó thì chúng ta dịch là bình an dưới thế cho người thiện tâm, đúng không? Câu nghe rất là hay. Và nó hay cái nữa đó là nó diễn tả sự đáp ứng về phía con người. Những người có thiện tâm thì những người đó sẽ được bình an. Đấy. Thế còn bây giờ bản này thì họ dịch là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, chứ không phải là cho người Chúa thương. Nếu mà chỉ cho người Chúa thương thì là Chúa sẽ chọn để tao thương đứa này, tao thương đứa kia. Không, còn đây là loài người Chúa thương. Nó diễn tả cái tính phổ quát của tình yêu Thiên Chúa, giống như trong Tin Mừng Matthew Chúa nói: cũng như mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ. Chứ không phải đứa nào mà dữ thì không được hưởng ánh mặt trời. Không có, đầy đủ hết. Mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương.
tình yêu Chúa bao trùm phổ quát. Còn cái chuyện đón nhận hay không là tùy mỗi người. Thành thử ra nếu hiểu như vậy đó thì cái câu này nó mang một tầm vóc lớn hơn. Đấy. Còn cái từ thiện tâm rất là hay, nó diễn tả sự đáp ứng của con người. Nếu mà trở về bản văn gốc thì để tôi về tôi coi lại cái bản tiếng Latin xem là cái cách dịch ở đó người ta dịch sát như thế nào. Nhưng mà tôi hồ nghi là bởi vì cái câu mà anh nói đó là nó sát tiếng Latin hay sao đó, bởi vì bonem voluntatuam hay sao đó. Nhưng mà để về coi lại nhé. Cảm ơn chị đặt câu hỏi. Cái câu hỏi rất là hay, là việc Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào điện thánh liệu có phải là báo trước cuộc khổ nạn của Chúa sau này không? Cũng như là tổ phụ Abraham đã hiến dâng con mình là Isaac. Cái đó là một cách suy niệm thôi. Còn về mặt chú giải, tôi nói lúc nãy là về mặt chú giải, là dâng con đó là theo luật của Do Thái, và thanh tẩy người phụ nữ cũng là theo luật Do Thái. Còn ý nghĩa chính á, thì chưa phải là ý nghĩa mà chị vừa mới gợi lên, mà ý nghĩa thường được gợi lên qua biến cố này nè, đó là chính Thiên Chúa đi vào trong nhà của người. Cho nên cái ngày mà chúng ta đọc bài tin mừng này nè được chọn làm ngày lễ gì? Lễ gì? Một lễ nữa. Lễ nến. Đấy, lễ nến ánh sáng. Thấy không? Chúa tỏ mình ra. Cụ già Simeon bế lấy trẻ và hát lên rằng: giờ đây lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ mà Chúa tỏ trước mặt muôn dân. Thiên Chúa tỏ mình ra. Đấy là ý nghĩa giáo lý chính. Còn cái ý mà chị vừa mới gợi ý thì chúng ta hoàn toàn có thể suy niệm thôi. Suy niệm trong tâm tình tạ ơn Chúa thôi. Hả? Thế hết giờ rồi, ta nghỉ nhé. Dậy mục đồng ơi, nay Chúa Trời đã giáng trần khắp địa cầu mừng vui. Chuồng bò là nơi nương thân bé em nằm ngủ mơ, rộn ràng là đêm Noel với tin mừng vô biên. Đầy cứu Chúa đã quang lâm nhiệm màu ai có ngờ. Mẹ đồng trinh Maria đã yêu tặng nhân gian. Rộn ràng là dậy mục đồng ơi, nay Chúa Trời đã giáng trần khắp địa cầu mừng vui. Lòng mừng reo muôn hoan ca hát vang lừng đêm thanh, rộn ràng là đêm Noel với tin mừng vô biên.
xưa thì ngày nay đã thành. Ngài là Thiên Chúa uy linh nắm vương quyền vô biên. Tuần trước thì chúng ta mới có dẫn nhập vào Thánh Luca thôi, để có một cái nhìn tổng quát về sách Tin Mừng thứ ba. Còn hôm nay mình sẽ dành thời giờ để tiếp cận một số bản văn nổi tiếng của Luca. Thế bây giờ ta bắt đầu chương 2 nè. Mời các anh chị lấy chương 2. Một đoạn văn mà không có người công giáo nào bảo là tôi không biết. Rất nổi tiếng, đến nỗi có người thuộc lòng được. Thế nhưng chúng ta hầu như lại ít có thời giờ để phân tích đoạn văn nổi tiếng này, nhất là trong đêm Giáng sinh. Chia lòng chia trí lắm, khó mà suy niệm phúc âm lắm. Cho nên mời các anh chị, để khỏi dài quá thì tôi đề nghị là đọc từng đoạn một. Chương 2 trước hết là từ câu 1 cho đến câu 7. Đức Giê-xu ra đời, những người chăn chiên đến viếng thăm. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ. Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Vâng, chúng ta tạm ngưng ở đây nhé. Thời ấy, Hoàng đế Augusto. Tôi nhớ có lần đọc sách, đọc báo ở đâu đó. Có người người ta thắc mắc với ông An Chi thì phải. Là trong câu phúc âm của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa và của Caesar thì trả cho Caesar. Thế thì Caesar đó là ai? Caesar đó có phải là Julius Caesar hay không? Của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa mà của Caesar trả cho Caesar. Đây là một viên tướng nổi tiếng trong lịch sử của đế quốc Roma. Thế thì Caesar này có phải là nhân vật mà Chúa Giê-xu nhắm đến ở trong cái câu nói của Caesar trả cho Caesar không? Thưa không phải. Bởi vì ông này chưa bao giờ ông ấy làm vua cả. Ông ấy là một viên tướng nổi tiếng nhưng mà chưa bao giờ làm vua hay là làm hoàng đế cả. Cái từ Caesar ở đây người ta có ý nói đến hoàng đế của Roma. Đó là lý do tại làm sao nếu trong tiếng Latin dịch là Caesare Augusto thì ở đây người ta dịch thẳng ra là Hoàng đế Augusto. Vào thời Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số khắp cả thiên hạ. Khắp cả thiên hạ ở đây làm sao? Là toàn thế giới à? Khắp cả thiên hạ lúc đấy là đế quốc La Mã thôi.
Nhưng mà lúc đó có lẽ người ta chưa có cơ hội để khám phá thế giới, cho nên người ta nghĩ là chỉ có đế quốc Roma là nó hết thiên hạ rồi. Người ta không biết là còn có Việt Nam, còn có Trung Quốc và Ấn Độ chiếm đến gần nửa dân số thế giới. Chưa biết. Nhưng mà đồng thời Luca sử dụng cái từ khắp cả thiên hạ ở đây để cho thấy biến cố Chúa Kitô Giáng Sinh là một biến cố có tầm vóc liên quan đến cả thiên hạ, đến cả thế giới, chứ không chỉ là những người ở trong đế quốc Roma mà thôi. Rồi tiếp đó này, đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio, mà rõ ràng nói là làm tổng trấn xứ Syria. Cho nên các anh chị để ý nhé, ngay trong câu đầu tiên, Thánh Luca đã xác định hai nhân vật: Augusto, hoàng đế, và Quirinio, tổng trấn. Hai nhân vật này xác định thời gian và không gian. Nói rất rõ, vào thời của hoàng đế Augusto, vào thời của Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Và cái thời đó là của đế quốc La Mã. Thời gian và không gian rất rõ ràng. Và từ đó về mặt giáo lý thì mình hiểu ra một điều rất rất quan trọng. Thiên Chúa là đấng vượt trên lịch sử, nhưng bây giờ Thiên Chúa đi vào trong lịch sử. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng bây giờ đấng vô hình trở nên hữu hình. Thiên Chúa là đấng vô biên, có nghĩa là vượt trên thời gian và không gian, nhưng bây giờ đấng vô biên trở nên giới hạn trong lịch sử của nhân loại. Mầu nhiệm nhập thể là như vậy. Những chi tiết thời gian mà ta không để ý thật ra diễn tả một điều rất quan trọng. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, và làm người trong một lịch sử cụ thể. Ở đây tôi liên tưởng đến một vấn đề khá là tế nhị, nhưng đã có thời gian ầm ĩ ở trên các mạng Internet, mà do chính những người Công giáo đặt ra, trong đó có các linh mục. Đó là người ta đặt câu hỏi: tại sao lại gọi là tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh mà lại không gọi là tổng giáo phận Sài Gòn? Ở đây không thiếu người theo dõi các mạng Internet, cho nên chắc thấy cái câu hỏi của tôi nó không có lạ, phải không? Và người ta yêu cầu là phải đổi lại. Thế thì các anh chị nghĩ làm sao? Điều trước hết á, điều trước hết mà tôi nghĩ là phải xác định, bởi vì có một số anh chị em không có quan tâm. Bằng chứng là tôi nhận được những lá thư, hay là trong cách nói bình thường vui vẻ gọi là tổng giáo phận Hồ Chí Minh. Dạ thưa, ở trên thế giới này không có một tổng giáo phận nào là tổng giáo phận Hồ Chí Minh, mà chỉ có tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Điều hết sức quan trọng. Trong tiếng Việt cũng thế, mà trong tiếng Anh cũng thế. Nhiều người viết thư cho tôi vui vẻ nói Archdiocese of Hồ Chí Minh. Tôi bảo không có cái giáo phận nào là của Hồ Chí Minh cả, mà chỉ có tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Những người thắc mắc nhiều nhất là những anh chị em Việt Kiều, đúng không? Cho nên tôi xin lấy ngay một ví dụ ở bên Mỹ để nói cho những người Việt Nam Công giáo sống ở bên Mỹ dễ hiểu. Khi tôi đi học á, thì tôi được tổng giáo phận ở đó cấp giấy
làm công tác mục vụ trong giáo phận như một linh mục của giáo phận. Và cái tổng giáo phận lúc đó tôi thuộc về, người ta gọi là Archdiocese Washington D.C. Tổng giáo phận Washington D.C. Nó không phải là tổng giáo phận Washington, mà là tổng giáo phận Washington D.C. D.C. viết tắt là District of Columbia, thủ đô của Mỹ. Nó không phải là một tiểu bang, nhưng nó chỉ là một cái quận nhỏ nằm giữa hai tiểu bang Maryland và Virginia. Và tổng giáo phận ở thủ đô Hoa Kỳ đó không gọi là tổng giáo phận Washington, mà gọi là tổng giáo phận Washington DC, xác định cái vùng đất mà hội thánh có mặt và hiện diện. Tương tự như vậy, không có tổng giáo phận Hồ Chí Minh, mà chỉ có tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Người ta đưa ra lý lẽ là tại sao mà lại lấy tên của một người vô thần mà đặt tên cho giáo phận. Dạ thưa không, chúng tôi không lấy tên của ai để đặt tên cho giáo phận cả. Cũng giống như người ta không lấy tên của ông Washington. Có thể ông ấy là người tin Chúa, nhưng mà một điều chắc chắn tôi biết, ông không phải là Công giáo. Washington không phải Công giáo. Có thể là ông ấy là người tin lành, nhưng mà không phải Công giáo. Thế tại sao một giáo phận Công giáo lại lấy tên ông đặt cho mình? Đâu có đâu. Mà gọi là tổng giáo phận Washington DC có nghĩa là một giáo phận hiện diện có mặt ở vùng đất mang tên Washington DC. Tương tự như vậy, ở đây hội thánh hiện diện và có mặt trong một thành phố có tên là thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội không chọn chỗ để hiện diện, nhưng mà giáo hội hiện diện ở bất cứ nơi nào Thiên Chúa sai mình đến. Nếu mà giáo hội chỉ chọn chỗ để hiện diện thì làm sao để loan báo tin mừng? Còn cái chuyện muốn đổi tên thành phố Hồ Chí Minh thành Sài Gòn, cái đó không phải là sứ mạng của giáo hội. Đó là sứ mạng của những người làm chính trị, chứ không phải sứ mạng của giáo hội. Cái chuyện gì nó ra chuyện đấy? Tôi nói với các anh chị và các bạn điều đó ở đây này, bởi vì chúng ta đang đọc tin mừng Luca này, để suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể này. Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Ngày hôm nay cũng vậy, thân mình của Chúa Kitô là hội thánh hiện diện trong lịch sử, trong những vùng đất cụ thể. Đừng lôi giáo hội vào những chuyện chính trị, đừng chính trị hóa tôn giáo làm gì. Và như vậy đó thì những trang thánh kinh chúng ta đọc nó không xa với cuộc sống đâu. Nó soi sáng cho mình nhiều vấn đề. Ta không đi tìm một cái câu trả lời về mặt chính trị hay là xã hội, mà câu trả lời của đức tin. Giống như cái chuyện lá thư của Đức Hồng Y đó, lần trước tôi phân tích cho các anh chị nghe. Mình phải thấy từ quan điểm của đức tin, chứ không phải là mình cứ đọc từ quan điểm chính trị rồi mình cắt nghĩa nó sai lệch đi.